Uyên Thi xin thân ái kính chào Tái Ngộ đến tất cả quý khán giả đang đón xem chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Kính thưa quý vị, một món ăn của ngày hôm nay rất là đơn giản dễ làm, mà nó hơi khác một chút xíu, đó là hôm nay Uyên Thi sẽ làm cá hấp. Nhưng mà cá cũng loại là cá khác, tại thường thường Uyên Thi hay làm cá hanh lắm. Nhưng mà hôm nay Uyên Thi làm cá khác và hấp cũng với hấp với không hấp hành gừng không nữa, mà chúng ta hôm nay hấp với lại nấm đông cô thưa quý vị. Tại vì vị nấm nó ra thơm lắm, mà cá bữa nay Uyên Thi dùng một loại cá này rất là ngon. Phải nói ăn từ đầu cho tới đuôi không bỏ thưa quý vị, bởi vì nó ngon dữ lắm. Đó là cá sóc thưa quý vị. Quý vị không biết, Uyên Thi lần đầu tiên nghe cá sóc, Uyên Thi cũng biết cá sóc là cái gì. Nhưng mà theo tiếng Anh đó thì cá sóc kêu là sea bream. Sea là biển. Bream thưa quý vị là Bream. Thì dịch ra tiếng Việt là người ta đặt tên là cá sóc, thì không biết, Uyên Thi biết cá sóc thôi. Rất là ngon. Thật sự cá sóc đó là giá so với những cái người gia đình bình dân thì chắc là hơi mắc. Nhưng mà nếu mà để có một món ăn ngon, một con cá như vậy 10 đô á, thì Uyên Thi thấy cũng 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 được, tạm được khoảng 10 10 10 10 12 13 đô, bởi vì hai con là hai mươi mấy đô thưa quý vị, thì khoảng 12 13 đô cũng được. Thay vì mình đi ra ngoài mình ăn, phải không thưa quý vị? Bây giờ mình mua về rửa sạch, người ta đã làm sẵn rồi, mình chỉ nói là tôi mua về tôi muốn hấp thì họ sẽ làm cho mình sẵn rất là sạch. Mua về mình chỉ rửa sạch thôi và mình xẻ một chút xíu để cho nó thấm gia vị khi mà chúng ta hấp vậy thôi. Đó. Ở dưới cũng vậy. Chúng ta sẽ xẻ một chút. Rồi. Và bây giờ thật sự cái gia vị nó cũng rất là dễ. Uyên Thi sẽ dùng củ gừng để mà Uyên Thi lót vào trong bụng. Thì Uyên Thi lấy những cái vỏ gừng ở ngoài, Uyên Thi rửa sạch rồi. Thay vì Uyên Thi cắt ra thì Uyên Thi lại cắt kiểu như vậy. Uyên Thi giữ những cái phần này Uyên Thi bỏ vào bụng. Còn cái phần ở giữa này Uyên Thi sẽ cắt ra sợi. Cái này Uyên Thi sẽ hơi cho nó nhỏ. Và tất cả những cái này Uyên Thi cho vào bụng cá. Để khi mà quý vị biết khi hấp ra thì ở trong bụng là xương thôi thưa quý vị. Mình mới ăn được, mình mới ăn á, thì cái mùi gừng nó chín từ ở trong á, nó đưa ra. Nó rất là thơm. Đó. Vị sẽ nhồi hết vào trong bụng. Rồi. Và bây giờ phần kế tiếp chúng ta không có cần, tại vì cá hấp thường thường nó đi rất là hiền hòa và nghĩa là together, nghĩa là hợp khẩu vị á, là xì dầu thưa quý vị. Và bây giờ mình để như vậy. Trước khi mà mình ướp xì dầu vô thì quý vị không cần phải ướp bất cứ một cái gì hết. Chúng ta sẽ bỏ vào trong nồi đang sôi nha thưa quý vị. Và quý vị cẩn thận khi mà mình bỏ cái này là nước nó sẽ bị phỏng tay, nếu mà quý vị gấp quá đó. Quý vị đừng có ướp gì, quý vị cứ bỏ vô. Quý vị hấp. Đó. Và trước khi mà mình để vô mình hấp đó thì mình cũng phải chỉnh cho con cá nó nằm vô giữa để nó chín đều. Rồi, quý vị chỉ cần đậy nắp lại. Đó là chúng ta hấp buổi đầu tiên. Trong cái lúc mà hấp này, quý vị cũng có thể cho vào một chút xíu rượu trong đợt đầu này. Quý vị rải một chút xíu rượu lên trên mình. Nhưng mà ở đây Uyên Thi không dùng rượu bởi vì Uyên Thi bỏ rất nhiều gừng ở trong đó. Nếu mà quý vị không ở nhà không có gừng, mình chỉ có nấm đông cô thôi. Mình làm nấm đông cô và mình cho một chút rượu vào trong con cá. Sau đó mình hấp. Khoảng chừng 5 phút sau thưa quý vị, từ 5 cho tới 7 phút thôi. Thì quý vị sẽ thấy là cá nó sẽ ra nước. Cái nước đó chỉ là nước máu và nước tanh thôi. Thì cái nước đó chúng ta nên vứt đi. Một chút nữa Uyên Thi sẽ chia sẻ với quý vị. Và bây giờ Uyên Thi sẽ thực hành tiếp cái phần còn lại, đó là gừng. Uyên Thi sẽ xái sợi. Thật ra đó, đối với Uyên Thi đó, Uyên Thi mê gừng lắm thưa quý vị. Mứt gừng mà gừng non hoặc là gừng mà cá hấp, gừng hành đó là Uyên Thi lên, Uyên Thi không ăn cá. Cho Uyên Thi ăn gừng với hành thôi. Và trong những lúc mà quý vị cảm thấy khó chịu hoặc trời lạnh hoặc là quý vị muốn bệnh, quý vị cứ nghe, hoặc là trong bụng quý vị mà cảm thấy khó chịu, khó tiêu, quý vị chỉ cần đập một củ gừng ra, bỏ vào trong nước, đập dập ra, dùng một cái bao ni lông, quý vị lấy cái búa đập dập ra, nguyên một củ quý vị cho vào trong một cái ly. Sau đó quý vị dùng nước trà hoặc nước trà nóng hoặc là nước nóng thôi. Quý vị đổ vào trong cái ly đó.
5 phút quý vị đậy kín cái ly lại, 5 phút sau quý vị lấy cái nước đó quý vị uống. Nhưng cái nước đó phải là nước ấm hoặc là nước nóng chứ không được để nó lạnh nha. Để nó nguội thì nó mất đi cái tác dụng của gừng rồi. Quý vị uống vào Uyên Thi bảo đảm bệnh sẽ bớt, bệnh mình sẽ không còn bị cảm cúm nữa, cũng như mình sẽ không thấy khó chịu trong bụng nữa. Và cái phương thức này Uyên Thi đã trị được rất là nhiều người, những người nhân viên của Uyên Thi, như những người mễ họ ăn đậu khó tiêu, hoặc là ở trong sở Uyên Thi làm nhiều khi họ muốn bệnh đó, họ khó chịu mặt mày có vẻ như nhăn nhúm. Uyên Thi nói ok, để Uyên Thi làm cho một ly này. Thế là Uyên Thi lấy một củ gừng bự Uyên Thi làm ra, và dường như người nào sau khi uống cái đó, người ta uống một ngày khoảng chừng 3 ly như vậy. Nhất là mùa đông này nè thưa quý vị, là quý vị sẽ thấy người quý vị lúc nào cũng ấm, không có sợ bị đau bụng. Mình đi những cái chỗ xa, những chỗ Việt Nam mà Uyên Thi hay đi từ thiện đó, là Uyên Thi chuyên môn nếu mà thấy khó chịu là uống nước gừng. Gừng là nó giải độc rất hay. Mà trong các món ăn bỏ gừng vào là một cái mùi vị rất thơm. Nếu mà ai mà không có biết ăn gừng thì xin quý vị hãy tập ăn gừng nha. Tại vì đây là một món mà Uyên Thi thấy là rất là lợi cho sức khỏe của chúng ta, thành ra mình nên tập ăn. Uyên Thi thích lắm. Đó, gừng này Uyên Thi sẽ thái sợi ra như vậy đủ rồi. Ở đây Uyên Thi có nấm đông cô đó, thì Uyên Thi có hai loại. Một loại quý vị nhìn thấy giống không ạ? Y chang phải không thưa quý vị? Đây là tươi, còn đây là khô. Khô này là Uyên Thi đã ngâm nước rồi và Uyên Thi đã vắt ráo rồi. Bây giờ Uyên Thi sẽ thái nhỏ nấm khô, nấm đông cô khô. Thì khi mà chúng ta làm nấm đông cô khô nó sẽ thơm hơn, nhưng mà nó sẽ không ngọt bằng nấm đông cô tươi. Vì vậy cho nên Uyên Thi mới kết hợp giữa hai thứ, nấm khô và nấm tươi chung với nhau, để thứ nhất mình lấy cái thơm của nấm khô, và cái thứ nhì mình lấy cái ngọt của nấm tươi, để cho cái món ăn của mình thêm ngon, thêm đậm đà, thêm mùi vị thưa quý vị. Và Uyên Thi dùng 4 cái nấm đông cô tươi, Uyên Thi thái mỏng. Sau khi mà Uyên Thi ngâm một đêm đó, tại nấm đông cô này loại ngon đó, thưa quý vị, loại lớn đó, thành ra mình phải ngâm lâu một chút. Rất là thơm. Đây cái này mới là cái Uyên Thi xài 3 cái. Còn tất cả cái này là tươi thưa quý vị. Tươi thì Uyên Thi cũng bỏ cái chân nấm đi, và cái tươi thì mình cắt lớn hơn một chút chứ không có cắt nhuyễn như là cái khô. Đó, cái tươi Uyên Thi cắt làm 4, làm 5. Còn cái khô thì Uyên Thi cắt mỏng hơn một chút. Và tùy theo quý vị thích ăn nhiều hay ít nấm mà quý vị cho nhiều hay ít nha. Đó. Và trong cái hấp này, chúng ta sẽ phải chế biến cái nấm này riêng. Tại vì cái hấp kia sợ nhiều khi nó không có đủ cái độ chín để cho nấm chín đó. Thành ra ở đây Uyên Thi sẽ vặn một cái lò cho nó nóng cái chảo, rồi Uyên Thi sẽ chế biến. Rồi bây giờ cái này mình sẽ vứt đi. Đó quý vị thấy không, mới có khoảng chừng 5 phút thôi. Bây giờ Uyên Thi vặn lửa xuống nè, Uyên Thi sẽ lấy ra. Lúc này đó, Uyên Thi phải khiêng cái này ra bởi vì sợ nó nóng. Uyên Thi tắt cái này đi trước đã. Để trên đó cái tay mình nó sẽ bị phỏng thưa quý vị. Quý vị sẽ nhìn thấy cái nước nè. Quý vị thấy cái nước này không? Đây là cái nước cá nó chảy ra. Mà quý vị thấy con cá chưa chín. Cái nước này nếu quý vị để ở đây đó thì cái dĩa cá của mình nó sẽ mất đi 50% cái vị ngon của cá. Cho nên cái nước này chúng ta sẽ đổ đi, không có giữ nó. Đó. Mặc dù ở trong bụng chúng ta để gừng nhưng mà cái nước cá rất là mùi cá không ạ thưa quý vị. Thành ra là bây giờ Uyên Thi sẽ để vô lại. Và Uyên Thi bắt đầu để lên lại trên này. Uyên Thi hấp tiếp. Khoảng chừng 5 cho tới 7, 8 phút nữa. Và trong thời gian đó Uyên Thi chế biến cái món nấm thưa quý vị. Uyên Thi để cho chảo nóng lên. Uyên Thi cho vào khoảng chừng 1 muỗng canh dầu ăn. Và Uyên Thi bắt đầu bỏ vào, Uyên Thi xào nè. Cho vào một tí xíu tỏi thôi.
Cái đầu tiên Uyên Thi xào, Uyên Thi sẽ bỏ cái nấm đông cô khô vào trước thưa quý vị. Bởi vì nấm đông cô khô mình cần cái sự chín của nó, cho nên Uyên Thi sẽ xào nấm đông cô trước. Nấm đông cô khô trước. Đó. Trong thời gian mà Uyên Thi xào để chờ nấm đông cô chín thì lúc này đó Uyên Thi sẽ xịt một chút xì dầu vào trong cá. Ít thôi, một nửa thôi thưa quý vị, để cho cá nó thấm đó. Đó, quý vị cho khoảng chừng một muỗng cà phê xì dầu vào trong cá. Ừ. Và quý vị nhớ nha, không phải xì dầu nào khi mình hấp cũng ngon, mà xì dầu Kikkoman là ngon nhất cho các loại cá hấp thưa quý vị. Và mong rằng quý vị đừng rời màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Sau một vài phần thông tin thương mại, Uyên Thi sẽ trở lại tiếp tục với cái món cá hấp nấm đông cô. Vâng, kính thưa quý vị, cảm ơn quý vị đã vẫn giữ màn hình của chương trình Bếp Nhà Ta Nấu. Bây giờ trở lại, quý vị thấy Uyên Thi xào nó đã hơi vàng vàng một chút. Lúc này Uyên Thi cho vào một chút xíu gừng nha. 1/3 cái phần gừng thôi. Và Uyên Thi cho nốt cái phần nấm tươi vào. Lúc này thì Uyên Thi sẽ bắt buộc nêm vào đây một chút xíu, khoảng một muỗng cà phê xì dầu, một muỗng cà phê thôi thưa quý vị. Hồi nãy một muỗng cà phê trong cá, bây giờ một muỗng cà phê ở đây nữa, để cho cái nấm của mình nó đậm đà một chút chứ không thôi nó lạt nhắt. Rồi Uyên Thi cũng xào, xào cho nó thơm với cái mùi gừng. Và lúc này Uyên Thi bắt đầu tắt lửa. Uyên Thi mang cái cá ra lại lần nữa, không có mang, quý vị sợ nóng thì chúng ta nên mang ra, bởi vì nó rất là dễ phỏng tay của chúng ta. Rồi lúc này quý vị sẽ bỏ cái nấm đông cô này vào xung quanh cá. Xung quanh cá nha. Rồi chúng ta sẽ trải ra, đừng cho trên người cá nha thưa quý vị, chỉ xung quanh thôi. Đó. Và lúc này quý vị đặt cá lên lại. Mùi rất là thơm thưa quý vị. Vặn lửa lớn lên. Để cho nó sôi bùng lên, để cho cá thật sự chín. Tại vì nấm đông cô cũng đã gần chín rồi, nó phải 2/3 phần chín rồi. Mình bỏ vào, mình hấp một chút xíu nữa là nó chín. Khi mà chín rồi, chúng ta sẽ bắt đầu bỏ thêm xì dầu, cũng như là thêm dầu mè và một số phần gia vị phụ như là hành lá thưa quý vị. Hành lá thì chúng ta sẽ xài khoảng một bó hành lá. Uyên Thi xài lấy phần đầu thôi. Và Uyên Thi sẽ chẻ ra. Uyên Thi rất là thích hành lá. Nấu ăn mà không có hành lá, Uyên Thi thấy nó không ngon đi nhiều lắm thưa quý vị. Phải nói là 50% Uyên Thi thấy nó nó không có được thơm. Uyên Thi mới vừa xào, cái gừng nó bay lên, nó cay, nó hơi bị sặc một chút xíu. Đó. Chẻ hành lá. Quý vị cũng đừng có chẻ mà nhỏ quá thì bỏ vô cái nó chín liền, nó cũng không ngon. Nó phải hơi tái tái nó mới thơm. Đó. Và cái cá hấp đó thường thường người ta chỉ cần hấp hành gừng thôi là đã ngon rồi thưa quý vị. Nhưng mà tại vì mình muốn có thêm một ít rau cải. Nếu mà quý vị bỏ thêm bún tàu rồi nào là kim châm thì lại ra một cái loại như là cá hấp kim châm, cá hấp kiểu khác nữa thưa quý vị, kiểu Việt Nam nữa. Còn cái này mình là đặc biệt là mình tập trung vô là cái đông cô. Cho nên là mình sẽ cho đông cô nhiều một chút. Và gừng ở phía trên cũng như là hành ở phía trên phần còn lại. Và quý vị nhớ là cái phần này đó, nhiều khi mình cứ phải liên tục mình sắp xếp để mình bỏ theo thứ tự. Để làm chi? Để cho cái phần nào nó chín là nó phải chín, phần nào sống là nó phải sống. Đó, như bây giờ quý vị hấp hồi nãy giờ khoảng chừng 3-4 phút, 5 phút. Quý vị bắt đầu bỏ gừng nguyên thủy nó vô, gừng tươi này lên trên mặt để cho nó hơi chín con cá một chút. Đó, rồi mình mới đậy lại. Và bây giờ mình hấp thêm khoảng 5 phút nữa là cá chín rồi. Bây giờ món cá hấp của chúng ta đã... Ơi cha cha cha, cái này là Uyên Thi phải check một chút xíu nữa coi được chưa nha. Nếu quý vị nào đó mà không có thích ăn gừng sống thì quý vị có thể bỏ gừng vào lúc mà quý vị bỏ hành chứ.
quý vị bỏ vào trước một ít, thì ở đây Uyên Thi đã bỏ vào trước một ít rồi, sau đó bây giờ đem ra thì Uyên Thi mới bỏ thêm một nửa lên nữa để cho cái gừng, cái hành nó còn hơi tái tái thưa quý vị. Và bây giờ quý vị thấy cái cá này rất là ngon. Oops. Wow. Đó. Ui chà, thơm quá. Nếu mà quý vị ở đây, quý vị sẽ ngửi thấy mùi thơm của hành, của gừng. Và bây giờ Yên Thi sẽ bỏ một ít gừng sống lên. Hành sống chứ Yên Thi cứ lộn gừng với hành. Hành, gừng và nấm đông cô. Đó, quý vị bây giờ nè, quý vị mới bắt đầu bỏ một chút xíu, thêm một muỗng cà phê xì dầu nữa nha thưa quý vị. Bây giờ quý vị mới bỏ vô để làm chi? Để mình giữ cái nguyên thủy của cái chất xì dầu, nó thấm vô cái cá bằng cái xì dầu nguyên thủy, chứ không phải như hồi nãy. Hồi nãy là nó hòa vô với nước. Rồi, bây giờ quý vị mới cho thêm một chút xíu, một ít thôi, dầu mè, khoảng chừng vài giọt thôi nha thưa quý vị, từ trên xuống. Rồi, đó. Và quý vị mới rắc vào một ít tiêu. Đang nóng lắm thưa quý vị. Uyên Thi sẽ lấy để mà để xuống đây cho quý vị nhìn cho nó rõ. Đó. Một con cá hấp với nấm đông cô. Uyên Thi bảo đảm với quý vị, quý vị làm món ăn này mà dâng cho cha mẹ mình á, thì Uyên Thi nói là không có cái gì mà hơn nữa. Thật sự các cụ rất thích. Bởi vì cá là một cái loại rất là tốt cho sức khỏe. Mà nấm đông cô cũng là một cái loại nấm mà ngon, cũng như là bổ thưa quý vị. Rồi lại không có nhiều dầu mỡ. Mình chỉ, nếu mà quý vị nào không sợ ăn dầu mỡ thì quý vị không cần phải xào, mà quý vị trụng rồi xong quý vị để vô đây quý vị hấp luôn. Như vậy thì cũng rất là ngon. Và cha mẹ chúng ta sẽ rất là happy với một bữa cơm như vậy thưa quý vị. Chỉ cần một con cá hấp này thôi, quý vị có thể tỏ cho cha mẹ biết rằng là hôm nay con làm món này là vì con thương yêu cha mẹ, con vô trong bếp một thời gian để mà mình làm cho cha mẹ mình, hoặc là cho ông xã mình đi làm về, trời ơi, cho con cái chúng ta nữa. Thì Uyên Thi nghĩ món này không có ai mà không biết ăn được thưa quý vị. Người nào như là chị Minh Phượng của đài Radio Bosa, như chỗ Uyên Thi làm đó, mà ăn món này thì gạt hành ra, bỏ ra một bên thì cũng vẫn ăn được cái thịt cá. Thành ra món này già trẻ lớn bé đều ăn được. Và chúng ta rất là hợp cho những người thích nấu ăn và muốn ít thời gian ở trong bếp, thì xin quý vị hãy thử cái món cá hấp đông cô này cho gia đình mình. Và một lần nữa Uyên Thi rất là cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình này. Hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới và chúc quý vị thành công trong món cá hấp đông cô.